một câu rất là tuyệt vời là sau bố của con ở nhà thì bố Yuse là người tuyệt vời nhất với con. Nụ hoa xinh dịu dàng trên môi cho tim con rung động bối rối, trời xanh với mây ngàn kéo tới yêu mất tôi người ơi. Nụ cười cha như nắng xuân êm đềm mang theo hơi ấm, âu sầu trong con xóa đi chỉ bởi những nụ cười ngây ngô đáng yêu. Này Giêsu nụ cười xinh như là mặt trời bé con, dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có cha con thôi. Chúa và sự che chở dưới tà áo của mẹ Maria.